Với khí thế quyết tâm ra quân lao động sản xuất kinh doanh ngay từ đầu năm mới, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương cũng đã bắt đầu ổn định nguồn lao động để hoạt động sản xuất được thuận lợi. Tính đến chiều ngày 7 tháng 2, có gần 350 trên 464 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn ngoài khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Thuận An đã hoạt động sản xuất trở lại, chiếm tỷ lệ hơn 75%. Số lao động vào làm việc tại các doanh nghiệp đạt 75-80%. Trong đó có những doanh nghiệp tỷ lệ lao động quay trở lại làm việc đạt trên 90%. Đối với công nhân lao động thì có từ 75% đến 80% trở lại làm việc bình thường. Trên tổng số là 72.379 công nhân lao động. Thì theo nhận định của tổ chức công đoàn thì tình hình năm nay so với năm 2021 thì có ổn định hơn. Do cái tình hình Covid-19, tình hình mình đã kiểm soát được, tiêm ngừa đầy đủ cho lực lượng công nhân lao động thì nó sẽ ổn định hơn. Đánh giá sơ bộ tình hình lao động ở các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong ngày làm việc đầu tiên sau Tết khá ổn định. Dự báo từ nay đến ngày 14 tháng 2, khi 100% doanh nghiệp đi vào hoạt động, tình hình lao động trở lại làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cơ bản sẽ ổn định, không có biến động lớn, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. Các chính sách của nhà nước, của doanh nghiệp thì đều có tập trung để chăm lo cho người lao động, để động viên người lao động ở yên tâm cùng với doanh nghiệp để ổn định sản xuất kinh doanh. Thì dự kiến thì từ đây đến cuối tuần này thì số lao động sẽ tăng lại làm việc trong các doanh nghiệp khoảng 100%. Có được sự ổn định lao động ngay từ những ngày làm việc đầu tiên cho thấy nhận thức trách nhiệm, sự gắn kết trong mối quan hệ giữa người sử dụng lao động và người lao động ngày càng được củng cố. Đây sẽ là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp phát triển trong năm mới Nhâm Dần 2022.